những bí mật của nước. Nước tác động đến đời sống. Đúng hơn phải gọi trái đất là trái nước. Nước với sức khỏe. Nước và tinh thần. Nước nó có cái khả năng ghi nhớ. Chuyện của nước ở khắp địa cầu. Nước đang chăm sóc ta mỗi ngày. Ta đã quan tâm chăm sóc nước chưa? Chuyện của nước phát thứ ba hàng tuần trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên. Chào các bạn đến với chương trình Chuyện của nước được phát trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ở Hà Nội và cùng trao đổi một câu chuyện rất thú vị với vợ chồng chú Thể và cô Dung. Thì chú Thể là trước đây là bác sĩ của bệnh viện 354 và cô Dung thì đã từng làm trong trung tâm kiểm nghiệm dược tại Hà Nam. Xin chào khán giả. Xin chào tất cả các khán giả đã đang theo dõi chương trình. Chú Thể chia sẻ một chút về tình trạng sức khỏe của mình. Tôi thì bị bệnh đái tháo đường và bệnh tăng huyết áp. Từ khi bị đã hơn một chục năm rồi, tôi vẫn điều trị thuốc Tây. Đường huyết lúc lên lúc xuống, HbA1c tôi cũng lúc lên lúc xuống. Thì cái đó là nó không ổn định. Thế thì từ ngày mà uống cái nước từ giờ vào thì các chỉ số nó ổn định. Tôi là bị suy thận. Do thừa đường suy thận độ 2. Trước khi không uống cái nước từ giờ này thì cái creatine, tức là cái chỉ số đo đường huyết ấy mà, thì nó tăng từ từ, tức là nồng độ thận là nó suy dần dần. Yeah. Nhưng mà ngày uống cái nước từ chiều bây giờ thì nó không suy thêm nữa và nó đứng yên. Ừ. Cái chỉ số nó đứng yên và có khi còn hơi tụt xuống một tí, tức là cố gắng giữ cái thận để nó không suy nặng thêm. Trong cái quan tâm nhất mà cần điều trị nhất là cái suy thận. Thế nhưng mà còn các biến chứng khác thì không có, ví dụ biến chứng về mắt, ví dụ biến chứng về tim, biến chứng về đột quỵ do não đấy thì là chưa có, chủ yếu là biến chứng về suy thận. Nhưng quan trọng nhất là nó giữ được, nó không nặng lên. Còn nguyên tắc của nó ấy, là đã bị suy thận thì nó cứ suy từ từ, nó cứ tiến lên này. Yeah. Và nó là như thế. Tú là có rất nhiều bệnh nền mà không phải là bây giờ mới phát triển, mà nó đã bị bệnh 15 năm nay rồi. Thế mà trước đây cách đây 3 năm ấy thì là nhà thì chưa lắp nước từ trường đâu. Thế nhưng mà chú vẫn uống tần đấy cái loại thuốc, nhưng mà cứ 2-3 năm là chú là thứ nhất là sỏi thận, thứ hai là sỏi bàng quang mà chú đã phải đi mổ và đi kẹp, mà chú lại cả tiểu đường nữa. Đấy là cái mà từ trước, là thậm chí cách đây 3 năm mà khi chuẩn bị mà chuyển ra đây này, chú còn đòi đi cắt dạ dày ấy. Đó, mà từ trước giờ chú vẫn uống những từng đấy thứ thuốc này. Thế nhưng mà đến sang đây thì cô mới nghe được cái tác dụng của cái nước từ trường trên ngược chiều TV, thế nó tốt quá. Chú thì chú là người khoa học, chú biết được cái tác dụng của cái nước từ trường. Vô tình chú dùng cái nước này được hơn 2 năm ấy thì là nó lại gì, nó giảm, nó giữ và nó giảm. Thấy rằng là nước từ trường nó có tác dụng dẫn thuốc để chữa bệnh. Thì bắt đầu lúc đấy chú rất là phấn khởi, và khi đi khám bệnh, lần nào đi khám bệnh hai vợ chồng đi mà. Thì khi chú về là bắt đầu chú phấn khởi, chú mới biết rằng là cái nước từ trường này, mẹ mày lắp cái nước này là có tác dụng. Thế là về cái là đi, về cái mỗi lần về mà nó giữ nó giảm xuống, nó phấn khởi lắm. Ôi từ từ để tôi uống nước từ trường đã. Đến bây giờ thì cứ 3 tháng đi khám một lần thì chỉ số chỉ giữ xuống. Yeah. Cả huyết áp, cả thận, nói chung là tiểu đường. Cả tiểu đường, tiểu đường. Dạ dày nữa chứ, cả dạ dày nữa cơ, dạ dày tuyệt vời. May mắn cho các cái chương trình này hiểu được về nước và hiểu được cái lọc nước và các cái tính chất của nó. Mình rất yên tâm. Thực ra là chú là đã bị cái bệnh, các cái bệnh nền này nó có từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà trước đây chú cũng uống rất là nhiều loại thuốc như này. Thế nhưng mà cái nước này trên kia là chỉ lọc qua những cái máy bình thường thôi. Nghĩa là cái máy người ta khuyến mại cũng 15, 16 triệu chứ ít gì đâu. Thế nhưng mà cũng không thấy họ bảo mình là thay lọc lõi nó rất nhiều. Thì chú uống cái nước đấy thì cũng không biết được cái chất lượng nước như thế nào. Nhưng mà chú cũng uống từ đấy thuốc. Nhưng mà hầu như tất cả các bệnh của chú đều phát triển là xấu đi. Sỏi thận là 1. 2-3 năm là chú phải đi gấp sỏi bằng quang là 2, mổ bằng quang là 3. Đấy. Trong vòng cái 15 năm đấy là chú đi chú bị cứ 3 năm một là phải đi. 3 năm một nó lại tạo thành sỏi ở thận và tạo thành sỏi ở bàng quang.
và huyết áp của chú liên tục cao, không uống thuốc là nó cao, nhưng bây giờ chú lại ổn định ở cái mức trung bình là 130/80 là nó cứ chấp nhận cái đấy thôi. Mà đường huyết của chú ấy là cứ 3 tháng chú đi khám một lần thì nó lại cứ ở cái mức độ cho phép là trên dưới 6 phẩy có thể nhỉ. Đó, khác hẳn luôn với trước đây luôn, mới dùng nước từ trường có 3 năm nay thôi. Chú cũng là một bác sĩ và cũng là một nhà khoa học nghiên cứu các cái vấn đề về sức khỏe, thì chú thấy cái việc mà khi mà mình dùng thuốc kèm với nước từ trường á, thì vì sao nó lại giúp cho sức khỏe của mình nó tốt lên? Tức là mình dùng cái nước từ trường này thì bệnh lý thì có cải thiện, sức khỏe có cải thiện. Từ ngày mà mình nghe giới thiệu cái tác dụng của cái nước từ trường này, thế mà mình cũng trực tiếp mình uống một thời gian, thì khi uống thì cái nước từ trường này nó như là một loại dẫn thuốc, nó không phải là thuốc, nhưng mà nó có tác dụng dẫn thuốc. Đấy, giống như là ta ngâm thuốc vào rượu mà, thì mình uống cái rượu đó là nó dẫn vào các cơ quan. Đấy, thế thì cái nước từ trường này là nó như một dẫn thuốc ấy, thì là thuốc mình uống vào thì nó có tác dụng hơn. Mình uống thuốc này mình theo dõi thì nói chung là chỉ số nó có tiến triển, nó kéo về tất cả ở mức an toàn. Đấy, nó ở mức an toàn. Có thể nó cao, vẫn cao hơn một tí so với bình thường, nhưng mà cao là cho phép, trong khoảng an toàn cho phép. Đấy, chứ nó không cao quá đáng mà phải lo lắng. Thì nước giờ là cũng là nhiều người ta nói nước từ trường, mà cũng nhiều nơi người ta dùng cái nước từ trường lắm. Thế nhưng mà còn vấn đề là chú ấy, thì chú ấy chưa tin tưởng, nhưng khi có kết quả rồi thì chú bắt đầu chú mới tin tưởng. Chứ còn trước đây là có nhưng người ta ít sử dụng, và thậm chí có khả năng là mình chưa sử dụng cái nó. Đấy, thì bây giờ mình trong nhà mình thì mình cũng nói là đấy, như nguồn nước ở ngoài xã hội thì nó đắt như thế, mình tự nhiên mình có một cái nguồn này tại sao không dùng. Thế thì bắt đầu lúc đầu thì chú là dùng bi đậu, nhưng về sau là chú dùng chủ động, chú thấy nó tốt là chú dùng chủ động. Và khi mà chú càng cao tuổi lên thì bệnh đấy nhẽ nó phải tăng lên chứ, bệnh nó giảm xuống thì thấy cái điều đấy là quá là chứng minh cho cái nước này nó rất là tốt rồi. Gì nữa, trước đây nhá, giữ nước chân mập như này, thế nhưng mà uống nước này người cô nó nhỏ lại nhưng mà nặng lên, mà nó không giữ nước trong người nữa, nhưng mà người rất là khỏe. Và Dung ấy là trước khi uống cái thuốc này nó có cái hệ thống xương khớp là có vấn đề. À đúng rồi, còn cái đấy nữa. Rất là cột sống này. Đau lưng chứ. Cột sống này, nó phải ngay lưng nè, không cúi được. Đấy, hay là mà cúi xuống mà bê cái vật gì nặng lên thì là có vấn đề luôn. Là có vấn đề. Thế nhưng mà từ ngày uống cái nước này thì là không thấy than thở nữa. Cái đấy là ông này ông phát hiện nhất. Vì mỗi một lần uống cái gì nặng là ông này ông phải chữa cho, vì ông là bệnh ngoại sinh thương mà. Thế nên đến khi từ sang đây 3 năm mà có lúc cái lúc mà mình làm sự kiện thì bê những thứ lên thì không phải gì. Bê lên lầu 4 đấy, mà ông này ông bảo chết lạ thật ý. Đứng ở góc độ nhà khoa học thì chú chia sẻ một chút là vì sao cái bệnh xương khớp của cô lại có cái sự cải thiện khi mà cô thay đổi cái cách dùng nước của mình không? Cái nước từ trường này thì theo tôi hiểu có tác dụng đối với chuyển hóa trong cơ thể người mình. Thế cho nên là nó tác động tới tất cả các cơ quan, trong đó có xương khớp. Cái trường hợp của bà Dung đây là xương khớp của nó đang có vấn đề, nó ta hiểu do là hệ thống xương khớp nó đang bị suy, nó đang bị lão hóa, nó bị suy. Đấy, thế thì mình uống cái nước từ trường vào sau cơ chế tác dụng thì là nó bổ sung cái vi chất ở trong này. Đấy, các cái chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng. Thế thì nó phục hồi lại cái xương khớp thôi. Hình như nó làm như cân bằng, nó làm cho cân bằng cái chuyển hóa cơ thể của mình. Nó gần như là như kiểu nó làm như thế. Tức là cô cũng sau đó thì cô cũng có sự cải thiện hơn, mặc dù là ăn uống hoặc là uống thuốc vẫn giữ nguyên như cái chế độ bình thường. Như vậy là chỉ cần một cái sự thay đổi nhỏ về lối sống, ví dụ như là như chú thể là uống thuốc thì vẫn như vậy, nhưng mà mình thay đổi bằng cách dùng nước thì nó sẽ giúp cho cái việc cải thiện sức khỏe của mình nó tốt hơn. Chứ mình không chỉ là uống thuốc thôi, khi mình chăm sóc sức khỏe thì ngoài cái việc mà quan tâm đến thuốc thì mình cần kết hợp với loại nước phù hợp, và từ đó cái loại nước này nó sẽ giúp dẫn thuốc của cái loại thuốc của mình nó đi vào trong cơ thể của mình hơn, nó tác dụng mạnh hơn. Uống cái này thì nó có thể nó dẫn được những cái vi lượng nó vào để nó chữa được những cái bệnh mình muốn chữa, thì nó thẩm thấu vào được trong cái cơ thể của mình thì nó tác dụng được chữa được bệnh nhiều hơn. Chú cách đây độ khoảng 3 năm thì nhìn chú ấy tiều tụy lắm, coi như là cứ như là một cái thế, mà sang đây chú ấy tỉnh táo, nhất là về buổi chiều là chú ấy như là người bình thường khỏe mạnh.
tỉnh táo nói hỏi cái gì là chia sẻ cái đấy. Thậm chí chú chia sẻ những cái rất là sâu xa về cái vấn đề khoa học này này. Chú có lời khuyên gì chia sẻ với các bạn khán giả về câu chuyện là khi mà mình chăm sóc sức khỏe thì mình ngoài thuốc ra thì vấn đề với nước thì như thế nào, cần lưu ý cái gì? Đây là trên cơ sở là có khoa học. Mình dùng cái nước từ trường này, nó ở những cái dạng ion phê vào ấy, thì nó có tác động đối với nội sinh cho cơ thể mình, và nó như là một chất dẫn thuốc, để thuốc ta uống vào thì nó dẫn đến các cơ quan nhiều hơn. Đến bây giờ mà nói thì cái nước từ trường này có thể nói coi như là một chất xúc tác để làm cho phản ứng cho cơ thể nó tốt hơn. Rất là cảm ơn chia sẻ của chú Thể và cô Dung trong buổi trao đổi ngày hôm nay. Ba khán giả được chọn trao quà cho câu hỏi về cách lựa chọn nước để chăm sóc tóc là Nguyễn Tiến Minh ở tỉnh Tây Ninh, Lê Thị Thanh Nhàn ở tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Ngọc Khoa ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chúc mừng các bạn. Sau đây là câu hỏi đến từ chuyên đề nước trong dùng thuốc và chăm sóc sức khỏe. Câu hỏi như sau: loại nước nào giúp lưu dẫn thuốc tốt nhất? Đáp án: A. Nước từ trường. B. Nước mưa. C. Nước trà. Ba khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà của chương trình. Cách thực hiện như sau: kéo trang xuống dưới phần chương trình các bạn đang xem, viết câu trả lời vào ô trống có ghi chữ bình luận, bấm gửi bình luận và làm theo yêu cầu của trang. Nếu bạn chưa có tài khoản xem báo Thanh Niên thì vào đăng ký xong thì gửi nhé. Nếu bạn đã có tài khoản xem báo Thanh Niên thì đăng nhập, hoặc các bạn có thể gửi câu trả lời đến địa chỉ chuyenthuanhuoc.thanhnien@gmail.com. Ba bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất bình luận trong bài sẽ nhận được 3 phần quà thú vị từ Coro. Chúc các bạn may mắn. Như vậy là khi mà mình sử dụng thuốc hoặc là những cái thực phẩm mà để giúp gia tăng sức khỏe, và loại nước nào nó sẽ tốt cho sức khỏe, chúng ta có thể hỏi thêm về những cái chia sẻ của bác sĩ khi mà chúng ta sử dụng thuốc. Và hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang lại thật nhiều ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại trên truyền hình báo Thanh Niên. Chuyện của nước trân trọng cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Coro, số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.